tục đến với trận chiến của Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết, hai người vẫn đang giao thủ kịch liệt không ai chịu nhường ai. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy dù không sử dụng hồn kỹ thì độ nhạy bén và ý thức chiến đấu của Đường Tam vẫn rất xuất sắc. Vũ khí cả hai lao tới va chạm vào nhau liên tục. Mới bắt đầu nàng ta còn sử dụng công kích, sau một lúc thì Đường Tam đã tấn công ngược lại. Thế công liên miên không dứt, khiến cho người ta khó mà phòng bị. Thiên Nhận Tuyết cũng vậy, nàng ta vung một kiếm cực mạnh, kiếm khí bạo phát buộc Nam Chính phải lui về sau. Hắn không chịu thua, tiếp tục lao tới tấn công liên hồi. Mỗi lần vũ khí chạm đất đều khiến cho đất đá bên dưới bị nứt ra. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy bị áp lực, với sức mạnh của Đường Tam, thảo nào ngay cả cấp 99 như Bì Bì Đồng cũng thua trong tay hắn. Vậy nhưng với nàng thì có lẽ sẽ khác. Nàng lập tức rút ra thành vũ khí thứ hai nằm bên trong Thiên Sư Thanh Kiếm. Hai tay hai kiếm phản công, đẩy lùi đối thủ về phía sau. Kế tiếp là liên tục công kích dồn Nam Chính và thế khó. Đường Tam cảm giác với trạng thái hiện tại của hắn, cứ tiếp tục giao thủ như vậy, chỉ ít có thể thăm dò thực lực sâu cạn, cũng có thể giành lấy một chút ưu thế cho giao tranh sau này. Đường Tam sút mấy cây nấm khổng lồ về phía đối thủ, nàng ta vung kiếm chém cây nấm thành nhiều mảnh. Trong thời gian ít ỏi đó, hắn đã nhanh nhẹn vòng qua phía sau nàng ta. Thiên Nhận Tuyết phá tan cây nấm rồi ngó nghiêng không thấy người đâu cả. Lúc phát hiện kẻ địch ở phía sau lưng thì Đường Tam đã tấn công tới. Tuy nhiên, phản ứng của nàng ta lại vô cùng nhanh nhẹn, nhanh chóng giơ hai kiếm đòn đỡ, thân thể bị đẩy lui về sau. Điều này làm cho nàng vô cùng phẫn nộ, lẽ nào mình lại phải lặp lại sỉ nhục năm đó một lần nữa? Lý trí và trái tim không cho phép điều đó. Ngay lúc này, giọng nói của phiên bản hắc ám lại vang lên, cho biết chìa khóa cho thắng lợi vẫn luôn giữ trong tay nàng. Trước đó, cô ta từng kể cho Thiên Nhận Tuyết nghe về câu chuyện Thiên Sứ Thần rút ra thanh thánh kiếm này, giành lấy thành tựu thần vị Thiên Sứ. Vậy nhưng, thật ra trong câu chuyện này còn tồn tại một người khác. Chuyện cảnh hồi tưởng về năm đó, Thiên Sứ Thần cho biết vừa lên chạm cấp thành thần cần thời gian cả ngàn năm, với tuổi thọ của nhân loại vốn là không thể làm được. Vậy nhưng, chỉ cần rút ra thanh bảo kiếm ai ai cũng muốn đang ở trước mặt, thì nàng ta nhất định có thể lấy được sức mạnh lớn hơn. Nhưng đúng lúc giơ tay cầm vào thanh kiếm thì hai thần đã ngăn cản, đẩy lui nàng ta về sau rồi cho biết người đời chỉ biết lợi ích của bảo kiếm là hiếm có, lại không biết dưới bảo kiếm này phong ấn vô số bóng tối và tà ác. Một khi phong ấn bị phá thì hậu quả khó mà lường được, nên tuyệt đối không thể rút kiếm. Thiên Sứ Thần mỉa mai ngược lại, cho rằng ông ta đang dùng nhân nghĩa để che giấu ham muốn cá nhân của mình. Đừng hòng làm chuyện đó nha, hai người đã quen biết cả trăm năm nay rồi. Nàng kính ông như thầy như bạn, nhưng ông lại sợ mình bước vào thần cảnh sớm hơn một bước, bây giờ còn muốn cản trở mình làm chuyện đó. Lời này làm cho hai thần tức giận, ông lấy ra vũ khí, triệu hóa ra nhiều giọt nước, rồi điều khiển dòng nước khống chế Thiên Sứ Thần lại. Cho rằng đối phương quá chấp nhất, đã bị dục vọng thành thần che mở mắt. Ông không thể trơ mắt nhìn nàng phạm phải lỗi lớn làm nguy hại muôn dân được. Thiên Sứ Thần dãy dụa thoát ra rồi phản bác, cho rằng những lời đó là dối trá. Lẽ nào ông tham gia cuộc chiến của sinh linh dưới biển cũng là chính nghĩa? Nàng ta lập tức đi tới chỗ thanh kiếm, cố gắng rút nó ra và cho biết con đường mà bản thân mình lựa chọn chưa từng vi phạm bản tâm của mình. Nếu có thể thành thần thì đương nhiên sẽ che chở người đời. Vừa rút kiếm thì đã có vô số luồng khí tức màu đen bạo phát ra xung quanh. Sau những nỗ lực thì cũng thành công rút được thanh kiếm. Mặt đất lúc này nứt vỡ thành một con đường, hai con mắt trên bức tượng rơi khổng lồ đột nhiên lóe sáng, báo hiệu điều chẳng lành sắp tới. Một luồng ánh sáng vàng chói mắt đến từ vị trí cắm thanh kiếm phóng lên tận trời cao. Cùng theo đó là rất nhiều linh hồn thoát ra ngoài. Những điều này làm cho hai thần phẫn nộ. Thiên Sứ Thần cũng vậy, nàng cho biết không cần nhiều lời nữa. Hôm nay, ông đã phản bội tình hữu nghị giữa hai người thì cũng đừng trách nàng. Xem ra tình bạn 100 năm cũng giống như là bèo giạt mây trôi, chỉ ngăn cản rút thanh kiếm mà cũng khiến cho hai người quay lưng lại với nhau. Phiên bản hắc ám kia cho rằng Thiên Sứ Thần lựa chọn ôm chặt dục vọng của mình nên mới đạt được thành tựu thần vị. Còn Thiên Nhận Tuyết thì cứ mãi trốn tránh, không chịu thừa nhận cô. Đây chính là nguyên nhân khiến nàng thất bại. Bây giờ đặt xuống sự dối trá và cao ngạo để cùng với cô ta chiến đấu, cùng nhau lấy mạng Nam Chính. Dường như là ý chí của Thiên Nhận Tuyết đã bị ảnh hưởng, để mặc cho nội tâm hắc ám có cơ hội điều khiển, nàng ta nhanh chóng phản kích để lùi Đường Tam. Đường Tam tiếp tục cầm tam số kích tấn công kịch liệt. Sau một thoáng mông lung thì Thiên Nhận Tuyết cũng bình tĩnh trở lại, đẩy lùi phiên bản hắc ám, rồi cho rằng hai thần chưa từng hiểu được ý chí của Thiên Sứ Thần. Cô ta cũng vậy. Ý chí của nàng mãnh liệt, nhanh chóng điều động lực lượng ánh sáng thiên sứ thiêu đốt phiên bản hắc ám kia. Cô ta hoảng hốt yêu cầu dừng tay. Cô và nàng vốn là một thể, nếu cô bị đau đớn thì nó cũng sẽ có tác dụng lên trên người của Thiên Nhận Tuyết. Quả đúng như lời đối phương đã nói, tuy nhiên Thiên Nhận Tuyết lại không có dấu hiệu dừng tay. Bản thân nhất quyết sẽ không để cho dục vọng bị thao túng nữa. Cho nên nàng quyết định hãy cứ để cho cô ta hóa thành tro tàn. Sau khi đã dứt bỏ được dục vọng,
cơ thể Thiên Nhận Tuyết liền bạo phát lực lượng mạnh mẽ và cho rằng bản thân mình chỉ có thể do chính mình tự quyết định. Tâm cảnh biến hóa, ý chí sắt đá tạo nên sức mạnh, nàng nhanh chóng phản công, tốc độ và sức mạnh liên tục tăng lên dồn Đường Tam vào thế khó. Hắn gắng gượng chống đỡ, bà nãy cưỡng ép hấp thu ba cái hồn hoàn. Vô nên tĩnh tọa điều hơi thở để bình phục hồn lực trong cơ thể dao động, bây giờ chỉ còn cách là tốc chiến tốc thắng, giải quyết đối thủ trước khi hồn lực hỗn loạn. Tiếp tục giao thủ, trận chiến càng lúc càng kịch liệt hơn, ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía Thiên Nhận Tuyết. Nàng bộc phát sức mạnh rồi lao tới chém liên tục như chém chuối, đẩy lùi Đường Tam vào gốc cây. Đường Tam vẫn nổ, bây giờ nói tới kết quả thắng bại thì vẫn còn quá sớm. Hắn lao lên trả lại đòn bàn nãy, vậy nhưng đáng tiếc là không có quá nhiều tác dụng, ngược lại còn bị nàng ta đánh một kiếm đẩy lùi, thân thể rơi xuống đất. Chưa kịp để cho hắn trở mình thì Thiên Nhận Tuyết đã dồn sức mạnh thiên sứ vào thanh kiếm, rồi sau đó lao xuống bổ một đòn cực mạnh. Đường Tam kịp thời giơ tam xoá kích ngăn cản, thân thể hắn bị chèn ép, hai chân dẫm nát mặt đất bên dưới mới có thể đứng vững. Sau chiều này, kinh mạch trong cơ thể hắn đã bị dao động, hồn lực bạo loạn. Khi mà mọi thứ bên trong hoạt động không được tốt thì sức mạnh của hắn cũng bị giảm xuống. Thiên Nhận Tuyết biết điều này, nàng ta nhanh chóng đánh ra một kiếm chấn lùi nam chính về phía sau. Tam xoá kích tuột khỏi tay, thân thể và vũ khí nằm mỗi chỗ một nơi. Theo ước định ban đầu thì tới đây đã có kết quả rồi, Thiên Nhận Tuyết thu lại vũ khí. Nàng nhớ lại những gì mà hắn đã phá hủy, dù rất tức giận và không can tâm, vậy nhưng bây giờ lại không thể xuống tay. Đã đạt được kết quả mong muốn rồi, cho nên Thiên Nhận Tuyết cũng quay người rời đi, tiến về phía ánh sáng thiên sứ. Vậy nhưng trước đó vẫn không quên để lại lời nhắn, sẽ đem những nỗi khổ của bất hạnh và khuất phục mà hắn mang tới trả lại toàn bộ cho hắn. Đường Tam cảm thấy áp lực, năng lượng ánh sáng tỏa ra thật dồi dào, ẩn chứa hơi thở của thần giống như hải thần chi quang vậy. Thậm chí, tinh thần lực của hắn cũng không thể thăm dò. Nàng ta nhanh chóng biến mất và trở lại nơi làm khảo hạch của mình, từng bước tiến lên cầu thang phía trước. Đi tới cuối cầu thang liền được dẫn tới gặp thiên sứ thần, cô ta không quên khen ngợi Thiên Nhận Tuyết làm rất tốt. Trải qua thiên sứ cửu khảo không chỉ sức mạnh được tăng lên, càng quan trọng hơn là thu hoạch được ý chí thuộc về chính mình. Chỉ có thể hoàn toàn chi phối bản thân mới có thể mang tới tương lai tươi sáng hơn cho đại lục. Thì ra là năm đó, cô ta không tiếc đoạn tuyệt với hải thần cũng phải rút ra thanh kiếm. Không phải là bị dục vọng thôn phệ mà là tuân theo ý chí của bản thân để đưa ra quyết định. Tuy đều là chuyện đã qua, vậy nhưng cô vẫn muốn Thiên Nhận Tuyết phải nhớ kỹ. Bầu trời và biển cả đã định sẵn sẽ đối lập với nhau. Từ nay về sau, trách nhiệm của Thiên Sứ Thần sẽ hoàn toàn giao cho nàng. Dứt lời thì không gian xung quanh cũng sụp đổ, các bức tượng của Thiên Sứ được dựng lên. Việc kế tiếp là thực hiện nghi thức truyền thừa của Thiên Sứ Thần. Các bức tượng liên tục phát ra ánh sáng chói mắt, cơ thể Thiên Nhận Tuyết được nâng cấp rõ rệt. Sau lưng mọc ra 6 chiếc cánh, trang phục trên người cũng được thay đổi lộng lẫy hơn. Nàng ta vô cùng vui mừng, cuối cùng thì bản thân mình cũng hoàn thành được. Ở phía xa, Bibi Đồng cảm nhận được năng lượng dao động. Cô ta không ngờ đứa con gái này lại thành thần nhanh tới như vậy. Nếu như vậy thì những gì mà cô gây dựng rất có thể sẽ triệt để bị đối phương lấy đi. Đường Tam đang ngồi trị thường cũng biết chuyện đó. Việc cấp bách là đem tin tức Thiên Nhận Tuyết thành thần truyền về thiên đấu để mọi người chuẩn bị trước. Vậy nhưng càng khó khăn hơn là hắn còn hai màn khảo hạch cần gấp rút hoàn thành. Nếu như đối phương thừa cơ hội này tấn công với hai nước thiên đấu và tinh la thì còn ai có thể ngăn cản được nữa. Sau khi thành thần, người đầu tiên mà Thiên Nhận Tuyết tìm tới chính là Đường Tam. Đường Tam cũng phát hiện ra khí tức của đối phương. Thiên Nhận Tuyết khen ngợi vì điều đó, giọng nói của nàng ta vô cùng cao ngạo. Để có thể thành thần thì còn phải cảm ơn hắn, cho nên quyết định cho hắn một cơ hội, đó là thần phục dưới trướng của mình. Lời vừa dứt, nàng ta đã điều động lực lượng khống chế nam chính, khiến hắn nhúc nhích cũng không xong. Nếu từ chối thì kết quả sẽ là hủy diệt, tất cả đều do ý niệm của hắn. Đường Tam còn chưa kịp trả lời thì tập phim đã hết rồi. Rốt cuộc nam chính sẽ đối phó với chuyện này như thế nào? Các bạn đừng quên đón xem diễn biến tập tiếp theo để biết rõ hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.